Lời đầu tiên thì cho cửa hàng xe máy Phương Nam mình có một lời chào, lời chúc đến toàn thể anh dì cô chị em cô bác nhà mình gần xa có một buổi phát sóng thật là vui vẻ, thật là an lành bên gia đình và người thân nhé. Thì trước khi vào video clip này, mình xin phép chia sẻ đến mọi người về địa chỉ cửa hàng mình nhé. Địa chỉ cửa hàng mình thì được nằm ngay trên đường số 14 Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nhỉ ạ. Đó, Zalo và số điện thoại mình thì có để ở khúc này cho anh em mọi người nhé. Đấy, Zalo là 038 552 4849, còn số điện thoại là 0977 355 248 mọi nhé. Mọi người có thể liên hệ qua những số này để được các nhân viên tư vấn chi tiết đầy đủ nhất có thể nhé. Đấy thì hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người là những cái dòng xe gọi là siêu tiết kiệm nhiên liệu CNB. Đó, cái dòng này thì mình sẽ lên giới thiệu luôn đấy nhé. Đấy, về một số dòng GZ này ạ. Đây, GZ thì quá VIP rồi. Bên mình thì hiện tại đang có rất là nhiều mẫu mã GZ rồi nhá, cho nên là mọi người nào mà đang có thắc mắc về cái nhu cầu về cái dòng xe GZ nào thì cứ việc để lại cho bên cửa hàng xe máy Phương Nam mình một comment nhé. Mọi người nào mà vừa mới vô coi video của mình thì hãy để lại cho bên mình một like, một lượt đăng ký kênh để cập nhật thêm thông tin về các cái dòng xe khác nhau nhé. Thì không để anh mình chờ lâu nữa, mình sẽ vào chủ đề chính, mình review GZ luôn. Đây thì nơi hàng này nó lạc mất một con. Trước tiên thì chúng ta khoan hãy nói về cái giá cả đi. Chúng ta hãy nói về cái độ tiết kiệm nhiên liệu và cái độ đẳng cấp của này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cái dòng GZ đỏ trước đi nhỉ. Mấy cái dòng GZ này nguyên bản thì theo xe không cần biết màu đen hay màu đỏ, nhưng mà đã nguyên bản thì sẽ có thùng nhựa hai bên, ghế tựa lưng, rồi cản chống đổ. Bản này thì đã FI rồi, phiên bản đời rất là cao anh em ạ. Con này đăng ký đâu đó hơn đâu đó vào đời 2021 rồi nhá. Biển số 64 Vĩnh Long. Con này hiện tại cửa hàng mình đang ra bán cho tất cả mọi người trên sóng với cái giá là 75 củ nhá. GZ 150A. Lốp zin đầu xe. Xe đẹp, máy móc êm nhá. Đấy, có 75 củ thôi anh em ạ. Rồi dưới bên này thì có thêm một con GZ màu đỏ luôn. Đấy, đỏ đỏ đen đen đây. Đấy, cái dòng GZ đỏ này thì cứ 100 chiếc thì 100 gọi là 100 chiếc màu đen thì mới ra được vài con màu đỏ này thôi, cho nên là bản đặc biệt, bản giới hạn, cho nên là cái giá cả nó sẽ khá là cao hơn các cái dòng màu đỏ khác nhá. Gọi là hơn các cái dòng màu đen, nhầm mất không nhỉ ạ. Đây này, ghế tựa lưng này, hiện tại thì em này đăng ký biển số 94 Hậu Giang. Đó, đâu 95 Hậu Giang mới đúng, còn 94 Bạc Lưu rồi. Cái màu sơn đỏ này thì thật sự với mọi người luôn là nhìn nó rất là nổi trội trên thị trường nhá. Không thể nào mà chê được rồi. Con này thì mình đang ra bán cho tất cả mọi người trên sắm với cái con giá chỉ từ 74 củ rồi chốt em GZ này rồi. Xe đẹp, máy móc êm nhá. Bản giới hạn luôn là khác này. Còn nếu mà mọi người nào muốn cái mẫu GZ đỏ mà giá rẻ thì có thể cân nhắc qua cái con này. Con này thì lốp zin xe, xe mới chạy hơn vài nghìn cây thôi. Con này thì GZ đỏ rẻ nhất cửa hàng mình là con này đây nhá. Con này thì được vô cho mình cái bao da bình xăng đấy, như biển số Bình Định như sao này. Con này thì có cản chống đổ, ghế tựa lưng, thùng nhựa hai bên đầy đủ hết nhá. Đang chào bán cho mọi người trên buổi live stream ngày hôm nay với cái giá là 65 củ nhỉ ạ. Đấy, 65 củ là giá chốt cho tất cả mọi người nhá. Mọi người nào mà cảm thấy ưng ý và kết được cái mẫu GZ này thì đừng quên để lại cho bên cửa hàng xe máy Phương Nam mình một cái lời thoại, một lượt comment, một lượt like, chia sẻ cho cửa hàng mình nhá. Đây này anh em ạ, ở đây mình có con Rebel, Rebel mini này nhé. Rất là gọn gàng luôn, con này mới về mình còn chưa thèm lên video, lên sóng nữa nhé. Hứa hẹn là mọi người là mình sẽ cố gắng tranh thủ nhất để lên cho mọi người về cái con Rebel này nhá. Rồi bên này mình có thêm một con GZ phiên bản 150 tiếp này mọi người ạ. Đấy, con này thì biển thành phố có bộ ủy quyền, được vô cái bao da bình xăng, lốp zin nguyên bản theo xe, có cản chống đổ, ghế tựa lưng đàng hoàng hết nhá. Con này đăng ký về biển số thành phố rồi. Đấy, xe đẹp luôn, phiên bản 2020. Cửa hàng mình đang chào bán em này cho mọi người trên kênh bơm xe máy với cái con giá là 72 củ đây, giá chung này. Đấy, rất là đẹp luôn, có gương điếc đầy đủ hết nhá. Không cần phải suy nghĩ về vấn đề gì rồi. Cái dòng này thì được nhà sản xuất đưa ra cho nó là hơn 2,2 lít. Đó, chạy hơn 2,2 lít cho 100 km thôi. Đấy, một con xe đi rất là bền bỉ này. Dưới này thì mình có thêm một số dòng GZ màu đen. Đấy, GZ màu đen thì tương đối là cái giá nó sẽ rẻ hơn nếu mà điều kiện kinh tế của người gọi là chưa đủ thích cái dòng GZ thì có thể cân nhắc qua cái dòng màu đen cũng được nhá. Con bên này thì hiện tại đang đứng top gọi là rẻ nhất cửa hàng mình vào cái dòng phân khúc GZ nhá. Con này thì cửa hàng mình đang giảm xuống còn có 45 củ thôi ạ. 45 củ đã có một con GZ đỉnh cao và đẹp này rồi. Biển số Bình Dương nha, 28 nhá. Rồi bên này có thêm một con GZ nữa này ạ. Con này thì màu đen đắt nhất cửa hàng đây. Màu đen bên mình thì rẻ nhất 45 củ và đắt nhất là 55 củ nhá. Còn màu đỏ rẻ nhất là 65 củ và đắt nhất là 75 củ anh em nhá.
Đây, con bên này thì lốp zin xe này. Cái màng bọc loa còn chưa thèm bóc ướt cỡ nào đúng không ạ? Đây này, cái màng bọc loa xinh xanh này chưa thèm bóc luôn nhá, mình chỉ hé hé này thôi. Đó, hé hé này là quý biết đủ đẳng cấp nào đúng không ạ? Đấy, là đủ chứng minh rằng là chủ trước đi xe bền và giữ nào. Con này đăng ký về biển Vũng Tàu anh ạ. Đây, anh nào thích bắt thì nó thì bắt về ngay và luôn giúp mình nhá. Đấy, trị giá con này là 55 củ nhá. Odo mới chạy hơn 3.500 cây thôi. Đó, 55 củ là giá chuẩn nhá quý nhá. Và bên này mình có thêm một con GZ nữa anh ạ. GZ này. Con này thì đăng ký về biển số 47 Đắk Lắk nhá. Đấy, anh nào mà ở Đắk Lắk Buôn Mê thì có thể vô chốt con này đi. Đấy, rước vợ về nhà nhá. Con này thì phiên bản 2013, gọi là bản đời đầu đấy mà mọi người nhìn này. Cái phần inox này mà chủ trước chạy này không? Soi được luôn cả cái cam mình là mọi người biết cả nào này. Đây này, rất là sáng luôn nhá. Đây này, chuẩn giá này. 53 củ thôi có xe rồi. Đó, 53 củ nhá, đẹp như trong tranh vẽ luôn. Lốp nói chung thì 2013 tới giờ thì chủ trước đi thì chắc chắn là cũng phải gọi là thay lại rồi. Ok, vậy vì đường GZ, đường Đắk Lắk thì nó cũng hơi ổ gà ổ vịt tí cho nên là cũng thay lại cho nó xịn xò hơn. Con này thì cửa hàng mình đang ra bán với cái giá là 53 củ. Nếu mà tất cả mọi người mua đứt luôn hoặc là mua trả góp thì đưa trước mình 23 củ, còn mua trả góp thì đưa trước 23 đó. Còn nếu mà mua tiền mặt luôn thì 53 củ anh em nhé. Cửa hàng mình vẫn có hỗ trợ ship xe xa toàn quốc này. Ở dưới này mình có thêm hai con GZ nữa, GZ đen này. Đây để mình review từ từ. Con này đăng ký về biển Tiền Giang nhé, Tiền Giang. Lốp zin đầu xe. Đó, cảng chống đổ này. Xe phiên bản 2019 mọi người nhé. Có thùng nhựa đằng hoàng này. Con này thì mất cái đuôi rồi. Đấy, mất cái ghế tựa lưng rồi ạ. Tại vì anh chủ trước ảnh thích vậy cho nên mình cũng biết luôn. Đấy, cũng dở cái đuôi ra mất tiêu rồi. Đấy, giá để lại một em này còn có 49 củ nhá. 49 củ là có một em xe ở đỉnh cao này rồi. Rồi bên này có thêm một con GZ. Đấy, màu đen. Con này thì cuối cùng luôn mình sẽ review nốt luôn nhá. Con này thì được đăng ký về biển số 78 Phú Yên. Đấy, 78 Phú Yên đây. Con này thì xe đẹp, máy móc êm. Đấy, giá cả rất là hợp lý này. Con này thì nguyên bản luôn, thùng nhựa, ghế tựa lưng đầy đủ hết theo xe này. Đấy, ghế tựa lưng cản xuống đổi đầy đủ hết nhá. Con này thì xe đẹp, máy móc êm. Và cái giá phải chi trả cho em nó là 52 củ nhá. 52 củ cho một chiếc GZ này. Con này thì bao đẹp, bao chất lượng rồi nhá. Anh chị em mình nào mà có thể chốt thì chốt giúp mình luôn. Thì đó cũng là những cái mẫu mà GZ hôm nay mình mang đến cho mọi người. Trong quá trình mà mình quay, mọi người nào cảm thấy nghĩ và kết được cái mẫu xe nào thì cứ việc để lại cho bên mình một cái lời thoại để mình gọi là mình sẽ chỉnh sửa nhiều hơn trong video. Đó, hoặc là mọi người nào mà ưng kết được con nào thì cứ chụp ảnh màn hình lại gửi qua Zalo giúp mình nhá. Thì cửa hàng mình thì được nằm ngay trên đường số 14 Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nhá. Không ngoài về các dòng GZ thì mình có các cái dòng mô tô dạng sport, SH rất là nhiều. Đó, rất là nhiều nhá. Mọi người nào mà chưa có xe đi hoặc là đang có cái nhu cầu ý định mua xe thì hãy tới cửa hàng mình và tham quan nhé. Đấy, xe mình thì rất là đẹp rồi. Thì chắc có lẽ là mình cũng xin phép mọi người là mình được xuống video ngay tại đây thôi. Đó, trước khi xuống video thì mình cũng xin phép chúc tất cả cô chú mình trên kênh Bờm Xe Máy có một ngày thật là nhiều sức khỏe và một ngày coi video clip thật là nhiều may mắn nhé. Đấy, thì cô chú nào mà thích cái dòng GZ thì cứ liên hệ cửa hàng mình ngay luôn nhé. Đấy, đến sau thì mình sẽ quay cho người các cái dòng xe gọi là cổ điển trong này nhé, mọi người yên tâm. Ok, bye bye người nha.